Thi Thiên 35. Lạy Đức Giê-hô-va, xin tranh luận với kẻ tranh luận cùng con. Xin chiến đấu với kẻ chiến đấu chống lại con. Xin cầm lấy khiên nhỏ và lớn, trọi dậy để giúp đỡ con. Xin rút lao và giáo cản đường kẻ nào rượt đuổi con. Xin phán với con, ta là sự cứu rỗi của con. Nguyện những kẻ tìm hại mạng sống con phải bị hổ thẹn và sỉ nhục. Những kẻ âm mưu hại con phải thối lui và bị xấu hổ. Nguyện chúng như trấu bị gió đùa đi, cầu xin thiên sứ Đức Giê-hô-va đuổi chúng đi. Nguyện con đường của chúng tối tăm và trăn trật, cầu xin thiên sứ Đức Giê-hô-va đuổi theo chúng. Vì chúng giăng lưới vô cớ để bẫy con, và đào hầm vô cớ để hại mạng sống con. Nguyện sự hủy diệt bất ngờ ập đến, làm cho chúng sa vào lưới chúng giăng, và chúng rơi vào chỗ hủy diệt. Linh hồn con sẽ vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài. Các xương cốt con sẽ nói, lạy Đức Giê-hô-va, ai giống như Ngài? Ngài giải cứu người yếu đuối khỏi kẻ mạnh bạo, cứu người khốn cùng và kẻ thiếu thốn khỏi bọn bóc lột. Bọn chứng gian ấy nổi lên, tra hỏi những việc con không hề biết. Chúng lấy giữ trả lành, linh hồn con cô đơn tuyệt vọng. Còn khi chúng ốm đau, con mặc vải xô kiên ăn ép linh hồn mình. Lời cầu nguyện con trở vào ngực con. Con coi chúng như bạn hữu, như anh em. Con cúi đầu bước đi buồn thảm như than khóc mẹ mình. Nhưng khi con vấp ngã, chúng hợp lại vui mừng. Bọn vô lại hợp nhau chống con mà con chẳng biết. Chúng cấu xé con không ngừng, cùng với quân vô đạo mà chế nhạo con. Chúng nghiến răng giận dữ chống lại con. Chúa ơi, Ngài cứ lặng nhìn cho đến bao giờ? Xin cứu linh hồn con khỏi bị chúng hủy diệt, và rút mạng sống con khỏi bầy sư tử. Con sẽ cảm tạ Chúa trong hội chúng lớn, ca ngợi Ngài giữa đoàn dân đông. Xin đừng để kẻ thù của con là bọn dối trá được vui mừng. Cũng đừng để các kẻ ghét con vô cớ nheo mắt trêu chọc con. Vì chúng không nói lời hòa bình, nhưng mưu toan lừa dối những người sống an lành trong xứ. Chúng hạ hoác miệng ra nghịch lại con và nói, ha ha, mắt ta đã thấy điều đó rồi. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài đã thấy điều đó, xin chớ làm thinh. Chúa ơi, xin đừng cách xa con. Lạy Đức Chúa Trời là Chúa của con, xin thức dậy và đứng lên để bênh vực con. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, xin bênh vực con theo lẽ công chính của Chúa. Đừng để chúng đắc chí cười nhạo con. Xin đừng để chúng nhủ thầm rằng, à ha, chúng ta đạt điều mình mong ước rồi. Cũng đừng để chúng nói, chúng ta đã nuốt sống nó rồi. Mong cho kẻ vui mừng về tai họa con sẽ bị hổ thẹn và nhục nhã. Người nào nổi lên chống lại con cách kiêu ngạo đều bị bao trùm bằng sự xấu hổ và sỉ nhục. Còn ai bênh vực lẽ công chính cho con sẽ vui mừng hớn hở và luôn luôn nói, Đức Giê-hô-va thật là vĩ đại. Ngài vui lòng ban sự thịnh vượng cho đầy tớ Ngài. Vậy lưỡi con sẽ truyền rao sự công chính của Chúa và ca ngợi Chúa suốt ngày. 2 Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 2. Thưa anh em, về sự quan lâm của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ và về cuộc hội ngộ giữa chúng ta với Ngài, chúng tôi xin anh em đừng vội dao động tinh thần hay hoảng sợ bởi tà linh, bởi lời nói hoặc thư từ nào dường như do chúng tôi gửi đến, nói rằng ngày của Chúa đã đến rồi. Đừng để ai lừa dối anh em bằng bất cứ cách nào, vì sự bội đạo phải đến trước và con người gian ác, đứa con của sự hủy diệt phải xuất hiện, tức là kẻ đối kháng, tự tôn mình lên trên tất cả những gì người ta gọi là thần hoặc đối tượng thờ lại, đến nỗi nó vào ngồi trong đền Đức Chúa Trời, tự xưng mình là Đức Chúa Trời. Anh em không nhớ rằng khi còn ở với anh em, tôi đã nói về việc này rồi sao? Và anh em biết rõ điều hiện đang cầm giữ để nó chỉ được xuất hiện đúng thời điểm của nó. Vì thế, lực bí ẩn của tội ác đã và đang hoành hành, nhưng đấng đang cầm giữ nó vẫn hành động cho đến khi người được cất đi.
Bây giờ kẻ gian ác sẽ xuất hiện, vì Chúa là Đức Chúa Giêsu sẽ giết nó bằng hơi thở của miệng Ngài, hủy diệt nó bằng hào quang khi Ngài quang lâm. Nhờ tác động của Satan, kẻ gian ác sẽ đến với tất cả quyền năng cũng như những phép màu, dấu lạ giả dối. Nó dùng mọi mưu trước gian ác để lừa gạt những kẻ hư mất, vì họ không tiếp nhận tình thương của chân lý để được cứu rỗi. Vì thế, Đức Chúa Trời phó mặc họ cho sự lầm lạc, khiến họ tin vào điều giả dối, để rồi tất cả những người không tin chân lý nhưng ưa thích sự gian ác đều sẽ bị kết án. Thưa anh em là những người yêu dấu của Chúa, chúng tôi buộc phải luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về anh em, vì từ ban đầu Ngài đã chọn để ban sự cứu rỗi cho anh em qua sự thánh hóa bởi Thánh Linh và lòng tin vào chân lý. Cũng vì thế, Ngài đã dùng tin lành của chúng tôi kêu gọi anh em để anh em được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy, thưa anh em, hãy đứng vững và vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thư từ. Cầu xin chính Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, Đấng đã yêu chúng ta và bởi ân điển ban cho chúng ta sự an ủi đời đời cùng niềm hy vọng tốt đẹp, khích lệ lòng anh em, khiến anh em được vững vàng trong mọi việc làm và lời nói thiện lành. Ê-sai đoạn 23. Lời tiên tri về Ti-rơ. Hỡi tàu bè Ta-rê-si, hãy than khóc, vì Ti-rơ đã bị hủy phá, không còn nhà cửa cũng chẳng còn lối vào. Từ đất Kít-tim họ đã biết được tin này. Hãy nín lặng, hỡi cư dân duyên hải, hỡi những thương gia ở Sidon, là những kẻ vượt biển chở đầy hàng. Hạt giống của Si-ho, mùa màng của sông Ninh được chở theo đường biển là nguồn lợi của nó. Nó là nơi giao thương của các nước. Hỡi Sidon, hãy hổ thẹn, vì biển đã nói, pháo đài của biển nói rằng: tôi không quặn đau cũng không sinh con, không nuôi thanh niên cũng không nuôi thiếu nữ. Khi tin này đồn đến Ai Cập, người ta chắc sẽ rất đau xót khi nghe tin về Ti-rơ. Hãy dời qua Ta-rê-si, hỡi cư dân duyên hải, hãy than khóc. Phải chăng đây là thành vui vẻ của các ngươi, là thành có từ thời cổ, mà chân nó đã đem nó đến các miền xa trú ngụ? Ai đã định điều này chống lại Ti-rơ là thành đã đội mạo miệng? Các thương gia của nó vốn thuộc hàng quý tộc, các nhà buôn của nó vốn là hàng danh giá trong thiên hạ. Chính Đức Giê-hô-va vạn quân đã định điều ấy để hạ tính kiêu căng của mọi vinh quang và làm nhục mọi kẻ sang trọng trên mặt đất. Hỡi con gái Ta-rê-si, hãy đi xuyên qua đất ngươi như lưu vực sông Ninh. Không còn sự trói buộc nào nữa. Đức Giê-hô-va đã giơ tay Ngài trên biển, làm cho các vương quốc rúng động. Ngài đã truyền lệnh về Canaan phải phá hủy đồn lũy nó. Ngài phán: hỡi con gái Sidon, là trinh nữ bị áp bức, ngươi sẽ chẳng còn vui mừng nữa. Hãy mau chạy sang xứ Kít-tim, nhưng tại đó ngươi cũng sẽ không được an thân. Hãy xem đất của người Canđê, ở đây không còn dân nữa. Người Assyri đã làm cho nó thành chỗ ở của dã thú. Chúng đã dựng tháp, vây thành, phá hủy cung điện và làm cho nó thành ra đống đổ nát. Hỡi tàu bè Ta-rê-si, hãy than khóc, vì đồng lũy các ngươi đã bị phá hủy rồi. Lúc ấy, thành Ti-rơ sẽ bị lãng quên trong 70 năm, tức là một đời vua. Sau 70 năm ấy, Ti-rơ sẽ như bài ca của kỹ nữ. Hỡi kỹ nữ bị lãng quên kia, hãy lấy đàn hạt dạo quanh thành phố, đàn cho thật hay, hát cho thật nhiều, để người ta nhớ đến ngươi. Sau 70 năm ấy, Đức Giê-hô-va sẽ thăm viếng thành Ti-rơ. Nó sẽ trở lại nghề cũ của nó và làm điếm cho mọi vương quốc trần gian trên mặt đất này. Nhưng lợi nhuận và tiền công của nó sẽ được biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va thay vì gom góp tích trữ, vì lợi nhuận ấy sẽ được dành cho những người phục vụ trước mặt Đức Giê-hô-va để họ được ăn sung mặc sướng. Ê-sai đoạn 24.
Này Đức Giê-hô-va sẽ làm cho đất trống không và hoang vu, Ngài làm cho mặt đất biến dạng và dân cư tan lạc. Bây giờ mọi người sẽ cùng chung cảnh ngộ, thầy tế lễ cũng như dân chúng, ông chủ cũng như tớ trai, bà chủ cũng như tớ gái, kẻ bán cũng như người mua, kẻ cho mượn cũng như người mượn, chủ nợ cũng như con nợ. Mặt đất sẽ hoàn toàn trống không và hoang vu, vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã phán lời này. Quả đất sầu thảm và hoang tàn, thế gian hao mòn và hoang tàn, dân được tôn cao nhất trên đất cũng phải hao mòn. Quả đất bị ô uế bởi dân cư của nó, vì họ đã vi phạm luật pháp, trái điều răn và phá vỡ giao ước đời đời. Vì thế, sự nguyền rủa ăn nuốt đất, cư dân trên nó phải mắc tội. Do đó, dân trên đất bị thiêu hủy. Chỉ ít người còn sót lại, rượu mới than vãn, cây nho tàn héo. Mọi người có lòng vui vẻ đều thở dài. Tiếng trống vui vẻ đã ngưng, tiếng ồn ào của cuộc vui đã hết, âm điệu vui tươi của đàn hạt đã dứt. Chẳng còn ai vừa uống rượu vừa hát ca, rượu mạnh sẽ đắng cay cho người uống nó. Thành phố hỗn loạn đã đổ nát, nhà cửa đều đóng lại, không ai vào được. Ngoài đường phố có tiếng kêu la đòi rượu, mọi cuộc vui đều trở nên tăm tối, niềm vui trên đất đã rời xa. Trong thành chỉ còn cảnh hoang tàn, cổng thành bị đập phá tiêu tan. Vì giữa các dân trên đất sẽ giống như lúc người ta rung cây ô liu, và như khi mót trái nho sau mùa hái trái. Những người sống sót này sẽ cất tiếng ra mừng từ phương Tây. Họ lớn tiếng vui mừng ca ngợi uy nghiêm của Đức Giê-hô-va. Vậy từ phương Đông hãy tôn vinh Đức Giê-hô-va, từ các hải đảo hãy tôn cao danh Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel. Từ các nơi tận cùng mặt đất, chúng tôi đã nghe tiếng ca ngợi, vinh quang thuộc về Đấng công chính. Nhưng tôi nói, tôi mòn mỏi, khốn nạn cho tôi. Những kẻ phản bội cứ tiếp tục phản bội. Hỡi cư dân trên đất, sự kinh hãi, hố sâu và lưới bẫy đang chờ đợi các ngươi. Ai trốn khỏi tiếng kinh hãi sẽ rơi xuống hố, nếu lên khỏi hố sẽ mắc vào lưới bẫy. Vì các cửa sổ trên trời đều mở ra, các nền dưới đất đều rung chuyển. Đất bị đập vỡ tan nát, đất bị xé ra từng mảnh, đất bị rung động dữ dội, đất lảo đảo như người say, lắc lư như túp liều tranh. Tội lỗi của nó chất nặng lên nó, và nó sẽ ngã xuống, không sao dậy nổi. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va trừng phạt đạo binh ở trên các tầng trời cao và các vua trần gian ở dưới đất thấp. Họ bị tập trung lại như tù nhân trong hầm, họ bị giam trong ngục tối. Sau nhiều ngày, họ sẽ bị trừng phạt, mặt trăng sẽ xấu hổ, mặt trời sẽ mắc cỡ. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ trị vì trên núi Si-ôn và tại Giê-ru-sa-lem, Ngài bày tỏ vinh quang trước mặt các trưởng lão Ngài.